Hôm nay mình đã kêu gọi các bạn fan trên Discord gửi cho mình những khoảnh khắc may mắn nhất trong Bloodfoot, từ những pha trade siêu may mắn cho tới việc enchant kiếm với những dòng siêu xịn. Hôm nay mình và Vida sẽ cùng nhau reaction về những cái pha đó. Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Bloodfoot cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Land. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Đầu tiên sẽ là bạn Natsukawa với cái avatar khá là dễ thương các bạn. Để xem coi video này sẽ có gì đặc biệt. Ok, bạn này random chết quỷ. Hoàn thành trao đổi và chai góc két. Ủa, quay video hôm nay là video may mắn hả? Đây là video may mắn mà nó gửi gì vậy? Tạm biệt em nha. Hey, được rồi, đến với bạn tiếp theo đi. Bạn tập V4 này được gọi là may mắn không anh? Để xem coi sao mà may mắn. Khoan. Bạn này sao á là anh ơi? Bạn này mua game pass tìm chết quỷ ở đâu vậy ta? Có cái logo gì cho đó kìa thấy không? Rồi các bạn ơi, thanh niên này nhìn khá là khả nghi nha. Sao nó biết tên chết quỷ nào spam luôn vậy? Hát ban. Hỏi tên bạn đó đi, hỏi tên của bạn. Để giả bộ hỏi tên bạn này thử ơi. Sao nãy giờ toàn gì không các bạn ơi? Đến với thanh niên tiếp theo nha. Ghost. Rồi cái avatar này quen với ta. Tuju với ai? Ok, để xem coi Tuju làm gì pha này nha các bạn. Cầm sẵn trái T-Rex. Rồi sau đó what the fuck? Trời. Ồ. Oh. Cái T-Rex này thả ra được là mới random xong đúng không? Ờ đúng rồi. Ai mà bạn nó có tới 600m belly luôn kìa. À là bạn này random ra chết T-Rex mà quên quay, xong rồi quay lại cho mình coi, chứng minh mình coi á. Bạn này uy tín nha các bạn. Còn hai thanh niên nãy gì, một thằng CH, một thằng random chứ gốc két. Rồi, để coi bạn Quy này là gì đây. Nhặt được trái mammoth hả? Ê mày em để ý không, nãy giờ là toàn mấy bạn chơi trên điện thoại nhặt được trái xịn không à. Nhưng mà nhặt gọi trái xịn nó C1 á là tỷ lệ hiếm lắm á, là kiểu khó. Ồ, lắm. Ồ đúng rồi. Mà hình như chơi trên điện thoại á được búp tỷ lệ ra trái quỷ xịn hay sao á. Em để ý nãy giờ toàn mấy bạn xài điện thoại không. Đâu mình thử coi bạn khác thử xem là phải không nha các bạn. Chứ mình thấy nãy giờ chơi điện thoại nè, bạn này chơi điện thoại nè. Ủa bạn này cũng hắc thế vậy ta? Hình như bạn đó cũng giống bạn kia hay sao á. Ờ à, nhưng mà hắc là lụm được Kitsune lum lao nè các bạn, dĩ hên chứ vậy. Chắc mình cũng phải tái hắc về quá. Để coi bức hình tiếp theo bạn này là gì. Trái báo đốm luôn, what the. Nhưng mà vẫn hắc. Ôi là bạn này nhặt được hai trái quỷ mythical liên tục luôn hả? Ghê vậy. Thậm chí còn được kết bạn với anh nữa nè. Ê kết bạn nghĩa là mình biết tên của bạn ấy đúng không? Ờ à, bạn thắng 2k20 này, biết tên bạn rồi nha. Thôi để coi mấy thanh niên đi xoay sao đi các bạn ơi. Nãy giờ coi lụm trái quỷ nhiều đúng không? Đầu tiên sẽ là bạn he Mammoth mà đổi được Duckblade hắc kiếm luôn là may mắn các bạn. Mình cảm thấy cái Leopard cũng ngon mà đúng không? Cái giá trị của cây Yoru này mình cũng không biết nha bạn, tại mình thấy nó cũng khá là rẻ thôi chứ không mắc lắm. Các bạn hãy comment bên dưới xem là cái pha trade này có lợi hay không nha. Ok, và đến cái pha trade tiếp theo của bạn Quân Ca. Bạn này cười khá lớn các bạn, có vẻ như là ui bạn này uy tín nè, còn một giây luôn là chắc chắn trade được đúng không? Pha này lợi lắm luôn á. Ờ pha này Kitsune gồng mà đổi được cái Leopard vĩnh viễn luôn. May mắn giao dịch với Luffy luôn mà. Ok thì đó chính là tắt ơi quầy khoàn chưa ọc tìm đối thủ nữa trời. Ba chiếc Leopard, một chiếc Kitsune, đổi lấy chiếc Kitsune đến diễn. Pha này mình nghĩ là các bạn cần phải suy nghĩ đắn đo nè, các bạn nghĩ cái này là lời không? Hey, nhưng mà rất tiếc các bạn ơi, đó chính là tất cả video trên Discord của mình rồi. Nếu như các bạn muốn gửi video cho mình hoặc là muốn mình làm thử thách gì thì hãy nhớ vô Discord của mình ở dưới phần mô tả nha. Ok, nên là bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang những video trên YouTube Short. Khoảnh khắc may mắn nhất trong Bloodfoot. Ok, để xem coi là thanh niên này random được trái gì. Quầy, khoan, có ghép không vậy? Dám quăng ra không? Ui, quăng ra thiệt kìa. Ôi mình nghi ngờ người ta bạn ơi. Mình nghi ngờ người ta rồi. Ui, bạn này tốt vậy? Random ra trái xịn không mà còn cho người ta nữa chứ. Win Factory mà ra trái bích ha luôn. Lần đầu tiên nha các bạn. Trước giờ Win Factory chưa bao giờ ra trái xịn. Nhặt trái quỷ cũng ra trái xịn luôn. Nè. Và đăng ký để được may mắn. Mình đợi khoảnh khắc lâu lắm rồi. Các bạn nhớ kéo xuống dưới và đăng ký coi kênh của mình nha. Đây rồi, thì nãy giờ như các bạn thấy đó, mình đã xem quá trời người random mình đúng không? Nên là bây giờ sẽ đến lượt tụi mình. Crazy Lion và Vidax sẽ cùng nhau random trái quỷ nha. Đếm đi Phúc. 1, 2, 3 Let's go. Ui, anh lắc quá à. Em hên. Wow, y chang luôn. Có lửa nè. Phi phai. Em đăng ký kênh anh rồi. Ừ, các bạn để ý không, hai video gần đây á, Vidax random cái chiếc Gumball, Mochi và Phonix nữa. Tại mình không có tự đăng ký kênh của mình được các bạn ơi. No. Mong lần này admin không có down server các bạn ơi. Ui, đang server thường em dám quăng chiếc quỷ luôn hả? Cớ vô lụm sao? Và đến với video tiếp theo, đó chính là một video enchant kiếm. À, thật ra trong lớp food đó giờ mình rất ít xài cái này luôn nha các bạn. Tại lúc đầu mới ra mình còn cài chứ mình cảm thấy cài này vô nghĩa quá. Nhân phẩm mình thì không cao lắm. Ôi mình này craft con cuộn vậy. What the fuck, con cuộn không lẽ nó ra được cái enchant super xịn. Mà cuộn này còn cuộn cùi nữa. Cuộn legendary à. Sao được? Để coi. Ôi level 2, level 1, level 2, cùi bắp.
What the fuck? Ê, cái này còn edit cấp kết, em có nó giật kìa. Ê, nhưng mà cái hiệu ứng nó mạnh á, hiệu ứng blessing là gây đâm đốt cho đối thủ trong vòng 4 giây. Wow. Mà mấy hiệu ứng này trên cái kiếm nhìn đẹp ha, kiểu như là sơn skin vô vậy. Hay, thì nói chung thấy mấy thanh niên này Ron cũng ngứa nghề các bạn ơi. Nhưng mà nghĩ sao Ron cây Gravity Ken vậy? Cây đó thì đâu có mạnh các bạn. Vẫn chơi á, là phải là Ron cái gì? Cây Zoro đi, lên cho anh em cây Zoro nha. Ok, hiện tại mình đang có đúng một cuộn Legendary Scorn luôn, với 3% tỷ lệ ra cái dòng hiếm nhất. Để thử xem mình có thật sự may mắn hay không nha các bạn. Let's go. Ôi ôi ôi, ba cà lâu quá mà. Ôi ôi ôi, level 1 level 2. Ôi gì kỳ vậy các bạn, mình có nên craft một cuộn nữa không? Craft được 2 cuộn luôn mà, craft luôn hết luôn. Ok, chiều lòng fan các bạn ơi, Vidắc nó kêu craft thì craft luôn chứ biết sao giờ. Đây, chỉ có trên kênh con Crazy Lên thôi nha. Đó chính là một pha quay một hit ăn ngay. Xuyên giáp, sắc nét 3. Ủa, hết rồi. Chưa, còn cuộn nữa mà. Yeah, cảm ơn các bạn nha. Bây giờ mình đã có được cái dòng hiếm nhất trong Block Food. Ôi, 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 ôi. Tăng tốc độ đánh và thêm đam. Ủa sao nó không có aura? Bình thường. Quá đã các bạn ơi. Làm mới biết thanh niên kia hên tới mức nào mới gon được cái đó đó. Và clip tiếp theo chính là một clip đến từ TikTok. Thanh niên này ghi cái tỷ lệ random lần này là 0.02% luôn, có nghĩa là sẽ siêu hiếm. Để mình xem coi là có cái gì mà nó hiếm tới mức đó nha các bạn. Quá bình thường, một cái blessing burning thanh niên nãy làm rồi mà có đâu hiếm. What the hell bro? Đó là Photoshop hả? Đó giờ em chưa thấy bây giờ luôn á. À các bạn ơi, khoan, chúng ta có thể có được hai cái dòng phù phép ở trên một cái kiếm không? Nếu mà có thì chắc một hit chắc mình gục luôn quá. Nè, nãy nhắn nè, đừng đánh nhau anh niên này. Ok các bạn ơi, thì đến với khoảnh khắc tiếp theo, đó chính là của Vidắc nha. Đây, trong video 4 ngày trước của mình luôn, các bạn xem nè. Vidắc chạy vô random chết quỷ. Bên này em random hơn vậy. Thì không, rút ra coi. Ui, ui, các bạn thấy gì không? Vidắc random được chém mochi các bạn ơi. Cái đoạn phía sau nó hơi kỳ kỳ nè các bạn xem nè. Cái đoạn này mình không biết tại sao sẽ bỏ lại sách đao luôn. Nó tại sao lại sắc đau ngay lúc mình đang cầm chứ đi mochi. Người da đen mà Ron chết quỷ xịn là vậy đó. Ok, và đây chính là đoạn clip may mắn đỉnh cao nhất mà các bạn từng thấy luôn. Và thanh niên này đi lên cái đảo bí ẩn, sau đó thì bấm vô ông mua trái quỷ và các bạn thấy chưa, trái kitsune đang bán. Sau đó thì một đống người sử dụng với kitsune luôn. Và da khoảnh khắc may mắn và cũng như là hạnh phúc nhất trên đời của các bạn đương nhiên sẽ là join được server của admin và sau đó anh ấy tạo ra một cái cơn mưa trái quỷ. Cái này chắc là hạnh phúc nhất trên đời luôn rồi đó, mà tỷ lệ hiếm chắc là không thể nào là làm được lần thứ hai luôn. Cái này mới là thiệt, mà bản cũ đó phốt ha, toàn trái quỷ vuông vuông không à. Video này đó là 3 năm trước mà con gồng hồi đó vẫn y chang con gồng bây giờ á, bởi vì gồng xưa xấu quá nên giờ mới phải làm gồng mới. Ok, đó chính là tất cả những pha may mắn nhất mà mình tìm được trong Block Food. Nếu như các bạn thích video này nhớ để lại cho mình một like và đăng ký nha. Còn bây giờ thì bye bye.